28 học sinh trường tiểu học thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi liên hoan trung thu tại lớp. Đại diện tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi ăn bánh ngọt tại lớp, 28 học sinh lớp 4 của trường tiểu học thị trấn Tiền Hải có các triệu chứng bị ngộ độc như buồn nôn, chóng mặt và tiêu chảy. Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9, đơn vị nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải về việc xảy ra ngộ độc thực phẩm tại một lớp 4 ở trường tiểu học thị trấn Tiền Hải. Sau khi điều tra xác minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác định, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 28 tháng 9, lớp có tổ chức liên hoan trung thu cho 37 học sinh. Thực phẩm sử dụng trong bữa liên hoan bao gồm hai bánh bông lan trứng muối đặt tại cơ sở bánh kem ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, trong đó 28 học sinh ăn, 9 học sinh không ăn. Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, xuất hiện học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy và sốt. Đến 14 giờ 42 phút cùng ngày, 28 học sinh có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm trong đó, 25 học sinh phải nhập viện điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, 3 học sinh có triệu chứng nhẹ đang được theo dõi tại nhà. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình đã phối hợp với trung tâm y tế, phòng y tế huyện Tiền Hải để điều tra tại cơ sở sản xuất bánh và khai thác thông tin từ các học sinh điều trị tại bệnh viện. Kết quả giả soát ban đầu, các thực phẩm trong buổi liên hoan bao gồm bánh bông lan trứng muối, trà đóng chai, một số loại bánh kẹo. Cả lớp bao gồm có 37 học sinh, trong đó 28 em ăn bánh bông lan thì có dấu hiệu ngộ độc còn các em còn lại không ăn bánh bông lan trung muối vì vậy không có biểu hiện gì các bác sĩ nghi ngờ bánh này có thể là do tác nhân gây ngộ độc hiện trung tâm y tế huyện tiền hải đã yêu cầu cơ sở sản xuất bánh ngừng hoạt động và thông báo tới các cơ sở giáo dục có sử dụng bánh kẹo theo dõi hiện tượng bất thường hay không dự kiến kết quả xét nghiệm bỏ bánh và các thực phẩm học sinh ăn sẽ có trong khoảng một tuần tới đại diện chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết đến chiều ngày 29 tháng 9 sức khỏe của 25 học sinh điều trị tại bệnh viện đã cơ bản ổn định cục an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để xác định căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm bên cạnh đó xem xét các hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm kiến nghị xử lý theo quy định